Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Bây giờ là thời lượng chương trình thời sự tối thứ sáu ngày 15 tháng 10 và mở đầu như thường lệ là phần điểm những thông tin chính trong chương trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tỉnh ủy lần thứ 5 mở rộng để bàn và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Đôi tàu Bắc Nam thương mại đầu tiên đến ga Huế đánh dấu khôi phục hoạt động vận tải đường sắt sau thời gian dài gián đoạn. Đồng hành cùng với các doanh nghiệp, hợp tác xã trong chuyển đổi số, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có các kế hoạch cụ thể, trong đó nổi bật là việc hỗ trợ sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tỉnh ủy lần thứ 5 mở rộng để bàn và thông qua các nghị quyết về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, nghị quyết về phát triển khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 và thông qua báo cáo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 4 khóa 13 và quán triệt một số văn bản mới của Trung ương. Chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhận mạnh, đây là hội nghị đầu tiên của tỉnh ủy triển khai họp không giấy tờ, hướng tới đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan đảng trong thời gian tới. Về phát triển khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đánh giá sau 15 năm thực hiện nghị quyết 02, gần 9 năm thực hiện kết luận 42 của tỉnh ủy, diện mạo khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô đã có nhiều đổi thay. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, việc đầu tư phát triển khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh. Mặc dù tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong kêu gọi, thu hút và xúc tiến đầu tư, song vẫn còn thiếu các dự án mang tính động lực, đột phá. Số lượng nhà đầu tư lớn, các dự án FDI đầu tư vào khu kinh tế còn ít. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí thảo luận cho ý kiến về mục tiêu, 6 chỉ tiêu chủ yếu về mỗi giai đoạn 2021-2030 và 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trong tờ trình đã đảm bảo tính bao quát chưa, có trọng tâm, trọng điểm và khả thi không, nhất là các chỉ tiêu về thu hút vốn đầu tư, thu ngân sách nhà nước, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp và giải quyết việc làm, giá trị kim ngạch xuất khẩu, các nhóm giải pháp về cơ chế chính sách xúc tiến đầu tư, huy động nguồn lực, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng. Cần bổ sung thêm nội dung nào, chính sách đột phá gì để hỗ trợ thúc đẩy phát triển khu kinh tế, các nhiệm vụ, dự án, công trình trọng điểm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, có đảm bảo tính khả thi, nguồn lực và quyết tâm hay không. Đối với tờ trình về chuyển đổi số, Ban Thường vụ đề nghị tỉnh ủy tập trung phân tích làm rõ 6 hạn chế chính đã nêu trong tờ trình, trong đó tập trung vào những hạn chế như hạ tầng công nghệ thông tin nền tảng, các giải pháp tích hợp chia sẻ dữ liệu chưa đáp ứng, công tác tuyên truyền phổ biến nhận thức và thực hiện việc chuyển đổi số chưa được triển khai sâu rộng, doanh nghiệp, người dân chưa có sự chuyển biến, chưa thấy được lợi ích của công cuộc chuyển đổi số. Hoạt động kinh tế số chưa định hình rõ, doanh thu và đóng góp của kinh tế số vào tổng sản phẩm trên địa bàn không đáng kể. Nguồn nhân lực cho kinh tế số, xã hội số còn hạn chế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra 3 nguyên nhân của hạn chế cần phân tích làm rõ, có thêm cơ sở để đưa ra các nhiệm vụ giải pháp mang tính khả thi. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị tập trung phân tích làm rõ 6 hạn chế chính đã nêu trong tờ trình, trong đó tập trung vào những hạn chế như hạ tầng công nghệ thông tin, nền tảng, các giải pháp tích hợp chia sẻ dữ liệu chưa đáp ứng, công tác tuyên truyền phổ biến nhận thức và thực hiện việc chuyển đổi số chưa được triển khai sâu rộng, doanh nghiệp, người dân chưa có sự chuyển biến, có nơi chưa thấy được lợi ích của công tác chuyển đổi số, hoạt động kinh tế số chưa định hình rõ doanh thu và đóng góp của kinh tế số vào tổng sản phẩm trên địa bàn không đáng kể, nguồn nhân lực cho kinh tế số, xã hội số còn hạn chế. Sau khi hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp từ các sở ban ngành địa phương, ngoài thông qua nghị quyết về phát triển khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, nghị quyết chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thông qua nghị quyết về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 để góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển trong giai đoạn mới. Chiều nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2021. Dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh.
Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình trật tự an toàn giao thông trong cả nước tiếp tục có chuyển biến tốt, cả ba mặt về tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm so với cùng kỳ năm 2020. Hội nghị còn nghe báo cáo về kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ người dân đi lại giữa thành phố và liên vùng của thành phố Hồ Chí Minh, cũng như đánh giá, phân tích, chỉ ra nguyên nhân tồn tại hạn chế gây mất trật tự an toàn giao thông của một số tỉnh thành phố trong cả nước. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, do thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong xã hội, hạn chế đi lại từ các địa phương vùng dịch đến, nên tình hình trật tự an toàn giao thông không có nhiều phức tạp. Nhu cầu đi lại bằng phương tiện vận tải trong tầm kiểm soát của lực lượng chức năng. Nhiều giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn giao thông, công tác khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông được xử lý triệt để. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2021. Tháng cao điểm vì người nghèo năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã và đang tác động rất lớn đến đời sống thu nhập của người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế trong xã hội. Chính vì vậy, rất cần các nguồn lực xã hội để tiếp thêm động lực giúp người nghèo vượt qua khó khăn. Tham dự lễ phát động có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến. Tháng cao điểm vì người nghèo diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 năm 2021. Hưởng thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bằng vận động quỹ vì người nghèo của tỉnh. Tại lễ phát động đã có 27 đơn vị trao số tiền ủng hộ trên 660 triệu đồng. Thay mặt ban vận động quỹ vì người nghèo của tỉnh, ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, gửi lời cảm ơn đến các ban ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm tiếp tục có những hình thức hỗ trợ thiết thực trong thời gian tới, góp nguồn lực quan trọng chung tay cùng cả tỉnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Trong tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020, nguồn quỹ vì người nghèo ba cấp đã nhận được số tiền ủng hộ trên 10,6 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã giúp các hộ nghèo sửa chữa, xây dựng 247 nhà ở với trị giá trên 4,6 tỷ đồng, hỗ trợ vốn sản xuất cho gần 200 hộ nghèo, trích gần 500 triệu đồng giúp gần 1.280 lượt người nghèo khám chữa bệnh, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 11 công trình dân sinh cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác như trao tặng quà, hỗ trợ khó khăn đột xuất. Sáng nay, Đại học Huế tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 dành cho sinh viên trường du lịch, khoa giáo dục thể chất, khoa quốc tế, khoa kỹ thuật và công nghệ, phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Buổi khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, lãnh đạo Đại học Huế và các đơn vị thành viên. Năm học 2020-2021, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Đại học Huế đã có những thích ứng kịp thời với trạng thái bình thường mới như hội họp online, dạy học online, tuyển sinh online, trao bằng tốt nghiệp online, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh tái cấu trúc ngành đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Năm 2021, Đại học Huế tuyển sinh đại học được 12.900 chỉ tiêu, tuyển sinh cao học đợt 1 được 1.900 học viên cao học và 39 nghiên cứu sinh. Các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đại học được đẩy mạnh. Năm học mới, Đại học Huế đề ra quyết tâm tăng cường công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và xếp hạng đại học, phát huy tiềm lực thế mạnh trong đào tạo nghiên cứu khoa học, trung tâm y tế chuyên sâu để tạo động lực tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước, đồng hành cùng với tỉnh trong việc thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và quyết tâm xây dựng Đại học Huế trở thành đại học quốc gia. Dịp này, Đại học Huế cùng khen thưởng sinh viên đạt huy chương trong các kỳ thi cấp quốc gia năm học 2020-2021 và sinh viên đỗ thủ khoa của các trường đại học thành viên, trường, khoa, phân hiệu thuộc Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021. Như vậy là cả hoạt động vận tải hành khách thương mại đã bắt đầu được khởi động trở lại sau một thời gian dài gián đoạn do dịch COVID-19. Trong sáng nay 15 tháng 10, đôi tàu Bắc Nam xuất phát từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mang theo những hành khách đầu tiên đã đến ga Huế. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, cả hoạt động đón trả khách được thực hiện theo đúng yêu cầu phòng dịch. Đôi tàu đầu tiên đến ga Huế trong sáng nay là tàu SE5 xuất phát từ Hà Nội đến ga Huế lúc 3 giờ 40 phút sáng và tàu SE8 xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đến ga Huế lúc 6 giờ sáng. Trên hai tàu có 40 khách xuống ga. Tất cả họ đều được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng dịch và phân loại để đưa đi cách ly. Số lượng khách lên tàu từ ga Huế trong sáng hôm nay là khoảng trên 60 người. Họ đa số là những người bị kẹt lại ở Huế trong thời gian dịch bệnh.
nhớ nhà lắm, với lại lo việc nhà nhiều lắm, nhưng mà đi không được phải chịu thôi. Lo việc nhà phải ở lâu, con cháu đâu trong một việc nhà rồi nó lu bu phải ở lại thôi, chứ biết sao giờ. Câu cho hết dịch rồi mình đi cho nó dễ. Vào Sài Gòn thì hằng hay hơn ở mình đấy, vì công việc ở trong đó mà, vợ con ở trong đó hết rồi thì phải vào thôi. Mong muốn là cứ ngày nào có tàu để người ta đi. Để hoạt động của các đoàn tàu thương mại diễn ra suôn sẻ, an toàn, ngành đường sắt cũng đã có bộ tiêu chí quy định để thích ứng và kiểm soát dịch bệnh. Cụ thể, ngoài các quy định chung về 5K thì những người đi từ vùng có nguy cơ cao, tức là vùng đỏ, thì phải có xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ trước khi lên tàu. Trong quá trình đi tàu, hành khách cũng phải kê khai thông tin đầy đủ và thực hiện nguyên tắc hạn chế tiếp xúc. Thì thủ tục của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thì nói có theo kế hoạch của Bộ Giao thông là 5K và tuân thủ 5K và không bị sốt này nọ nữa. Có bản cam kết trước khi đi tàu, hành khách phải tuân thủ những cái là đường sắt họ yêu cầu. Việc mở lại các đoàn tàu thương mại là dấu hiệu khởi sắc để các hoạt động giao thương trở lại trong giai đoạn bình thường mới. Tuy nhiên, với diễn biến dịch còn phức tạp, mỗi hành khách khi đi tàu cần tự giác tuân thủ nghiêm các quy định để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Như vậy là từ hôm nay, ngày 15 tháng 10, Thừa Thiên Huế chính thức kích hoạt hệ thống khai báo y tế theo chính sách mới tại địa chỉ https://qr.thuythienhue.gov.vn hoặc ứng dụng Huế S mà không cần đợi địa phương phê duyệt. Đây là một thay đổi quan trọng theo tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong đi lại, sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Tại các chốt kiểm soát liên ngành hai đầu Bắc Nam của tỉnh, việc giải quyết nhu cầu đi và về trong ngày đầu tiên cũng diễn ra suôn sẻ. Theo ghi nhận của phóng viên, phần lớn người dân trước khi qua chốt đều đã khai báo y tế trực tuyến trên nền tảng Huế S. Một số ít trường hợp chưa khai báo thì được các lực lượng chức năng tại chốt hỗ trợ khai báo. Tất cả đều vận hành tại địa chỉ qr.thuythienhue.gov.vn. Bước 2 là công dân sẽ trình QR tại các máy quét ở chốt. Nhân viên y tế phụ trách xác nhận người qua chốt, kiểm tra kết quả trên màn hình, xác định cấp độ vùng dịch của người về theo 4 cấp độ của Bộ Y tế và lựa chọn hình thức cách ly, giám sát, theo dõi hoặc không áp dụng phù hợp với từng cấp độ, hoàn thành bằng thao tác bấm nút xác nhận qua chốt. Phần lớn người dân đến làm thủ tục đều rất hài lòng với các quy định nới lỏng. Một số chưa nắm được thông tin cũng đã khá bất ngờ với thủ tục mới, thông thoáng hơn rất nhiều. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 cũng đã lưu ý các chốt kiểm soát trong trường hợp công dân không có điện thoại di động thông minh thì phải tạo mã QR cho công dân ngay tại chốt để công dân sử dụng quét tại các địa điểm đến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Với quy định mới này, những ngày tới đây chắc chắn lưu lượng người và phương tiện ra vào tỉnh sẽ tăng lên đáng kể. Các lực lượng chức năng cũng đã có các phương án tăng cường lực lượng, phương tiện để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng vừa có văn bản hướng dẫn một số biện pháp y tế đối với người đến trở về tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng kể từ 0 giờ ngày 16 tháng 10. Theo đó, đến trở về từ vùng xanh, khuyến cáo có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ, thực hiện khai báo y tế, quét mã QR, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Đối với người đến trở về từ các địa phương vùng vàng, ngoài các biện pháp áp dụng giống như người từ vùng xanh thì nếu đã đủ liều vaccine hoặc được công bố khỏi bệnh không quá 6 tháng thì tự giám sát y tế tại nơi cư trú lưu trú trong 7 ngày, xét nghiệm sàng lọc theo kế hoạch của cơ quan y tế. Nếu tiêm chưa đủ liều thì sau giám sát y tế 7 ngày tại nơi cư trú lưu trú, tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo. Người đến trở về từ vùng cam, ngoài các yêu cầu như đối với vùng vàng, thì đối với người tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng, phải xét nghiệm 3 lần vào các ngày thứ nhất bằng test nhanh, ngày 3 và 7 bằng PCR. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều, thời gian cách ly tại nơi cư trú lưu trú là 14 ngày và thêm 14 ngày theo dõi sức khỏe, xét nghiệm 4 lần bằng test nhanh lần 1 và PCR 3 lần sau. Người đến từ vùng đỏ, ngoài cả yêu cầu như đối với vùng cam, đối với người đã tiêm đủ liều hoặc khỏi bệnh không quá 6 tháng, thì đối với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều, thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, xét nghiệm 4 lần trong quá trình cách ly bằng PCR. Theo đó, tiếp tục theo trình tự giám sát y tế 7 ngày tại nơi cư trú và tự theo dõi đủ 28 ngày kể từ ngày trở về địa phương.
Đại dịch COVID-19 tác động mạnh đến chuỗi sản xuất, chế biến và cung ứng nông sản, nhưng đồng thời cũng góp phần đẩy nhanh quá trình thích ứng của nhiều đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn trong chuyển đổi số. Hay nói cách khác, đây là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời mạnh dạn áp dụng công nghệ thông tin trong mọi công đoạn, góp phần quảng bá, giới thiệu sản phẩm ra thị trường. Đồng hành cùng với các doanh nghiệp, hợp tác xã trong chuyển đổi số, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có các kế hoạch cụ thể, trong đó nổi bật là việc hỗ trợ sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Là một trong những đơn vị sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh trong gần 2 năm nay, đã thích ứng với tình hình sản xuất kinh doanh mới, doanh nghiệp này đã đẩy mạnh chuyển đổi số ở cả khâu quản lý, sản xuất và bán hàng. Hầu hết sản phẩm hàng hóa đều được hợp tác đưa lên các sàn thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Postmart. Vì thế, mặc dù chịu ảnh hưởng nhiều của tác động dịch COVID-19, nhưng sản lượng tiêu thụ vẫn khá ổn định. Về cái chuyển đổi số, thì doanh nghiệp Kim Vui đã chuyển đổi số hầu như hết 100%. Về từ website, rồi chữ ký điện tử, rồi hóa đơn điện tử và các sàn thương mại điện tử, thì Kim Vui đã tham gia rất nhiều. Và nó đem lại một cái hiệu quả rất tốt cho doanh nghiệp và nó tạo một cái điều kiện, tức là vừa thời gian, vừa công sức và trong đó là về tài chính. Và nó phát triển không những là phát triển về sản phẩm, mà phát triển về thương hiệu để đến tay người tiêu dùng nhanh nhất khi mà chúng ta sử dụng và tiếp cận công nghệ số. Để đẩy mạnh bán hàng trên kênh thương mại điện tử trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành và triển khai kế hoạch hỗ trợ đưa sản phẩm của các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn. Trong cuối tháng 9 vừa qua, Ủy ban dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai kế hoạch hướng tới mục tiêu đưa các hộ sản xuất nông nghiệp đăng ký tham gia sàn thương mại điện tử để kết nối tiêu thụ nông sản tới các địa phương trong cả nước. Đây là một trong những chiến lược lâu dài hỗ trợ người dân tiêu thụ cũng như quảng bá sản phẩm trên kênh bán hàng online và cũng là một trong những bước chuyển đổi số phù hợp với xu thế chung. Theo định hướng của Chính phủ Bộ Thông tin, còn hai cái sàn đó là Postmart, Võ Sò của hai cái tập đoàn lớn Việt Nam. Định hướng chung là cái sàn có thương hiệu của Việt Nam và từ đó để huy động cái lực lượng của các cái doanh nghiệp đồng hành và hỗ trợ cùng. Về việc là các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã cũng như là hộ kinh doanh đưa cái sản phẩm thương mại của mình lên sàn. Và cũng trên cái cơ sở đó thì sở đã phối hợp với hai cái đơn vị đào tạo địa phương tổ chức các cái chương trình một cách chi tiết và cụ thể, như là việc hỗ trợ giới thiệu cho bà con biết về cái tầm, cái vai trò quan trọng của cái việc tham gia vào cái hoạt động cung cấp hàng hóa trên sàn thương mại điện tử, rồi xây dựng các cái kế hoạch để một tổ chức tập huấn đào tạo cho các hộ doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, hợp tác xã và đặc biệt là các hộ gia đình ở phía vùng nông thôn. Để đồng hành cùng với tỉnh trong nỗ lực đưa các sản phẩm OCOP của địa phương lên sàn thương mại điện tử, thời gian qua, Bưu chính chi nhánh Viettel đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn chủ doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động lựa chọn các sản phẩm đặc trưng của tỉnh đưa lên sàn voso.vn của đơn vị. Hơn 300 sản phẩm trên địa bàn tỉnh và mỗi tháng có khoảng 600 đơn hàng được giao dịch thành công. Thời gian qua thì Viettelport đã chủ động mà triển khai thì hầu như là đang triển khai manh mún và nhỏ lẻ. Này thì cũng chưa có sự đồng thuận giữa hộ nông dân cho đến doanh nghiệp, cho nên là đang khó khăn trong công tác tiếp cận các cái hộ sản xuất để mà mình đưa sản phẩm lên. Cái thứ hai nữa là các cái sản phẩm của các hộ nông dân ấy thì đang thiếu hoặc là nó chưa đủ các cái giống như mà giấy phép về vệ sinh an toàn thực phẩm này, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các hộ sản xuất này. Cùng với Bưu chính Viettel, Bưu điện tỉnh cũng đã và đang vào cuộc quyết liệt nhằm hỗ trợ nông dân quảng bá tiêu thụ sản phẩm qua kênh bán hàng Postmart. Trong các đợt dịch bệnh, thông qua sàn Postmart đã giải cứu rất nhiều nông sản cho người nông dân. Tại Thừa Thiên Huế, sau hơn một năm sàn có mặt, đã có trên 23 sản phẩm đặc trưng OCOP của tỉnh được đăng tải quảng bá trên nền tảng công nghệ của Bưu điện Việt Nam. Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Sở Truyền thông và các sở ban ngành địa phương triển khai thực hiện một số nội dung như sau. Thứ nhất, đó là thiết lập các điểm phục vụ của bưu điện, sau này sẽ trở thành các điểm tập kết, bố trí, trung chuyển, phân phối hàng hóa thiết yếu, có kiểm soát an toàn dịch bệnh nhằm đảm bảo nguồn cung, phân phối kịp thời cho người dân trên địa bàn.
Thứ hai là góp phần đảm bảo vận chuyển, lưu thông, cung cấp hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khi thực hiện giãn cách. Thứ ba, Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Nông dân, Hợp tác xã và chính quyền địa phương để hỗ trợ đưa hộ sản xuất lên sàn. Thừa Thiên Huế đang tập trung đẩy mạnh việc chuyển đổi số cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của địa phương. Để làm được điều đó, các hộ sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã cũng cần nỗ lực đổi mới tư duy kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, nhất là các tiêu chuẩn xuất khẩu, để nhiều sản phẩm của tỉnh tiếp cận được với các thị trường lớn trong nước cũng như quốc tế. Tiếp tục với các hoạt động văn hóa giáo dục đáng chú ý. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh và một số cơ quan đơn vị tổ chức khai mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu tại lễ khai mạc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng khẳng định, mỗi tác phẩm sáng tác sẽ góp phần khẳng định giá trị văn hóa, sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua đợt sáng tác lần này sẽ là điều kiện để các văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy khả năng, sức sáng tạo trong việc sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, đặc biệt là những tác phẩm về gương người tốt việc tốt, những điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia trại sáng tác văn học nghệ thuật lần này có 15 văn nghệ sĩ thuộc 6 hội chuyên ngành trực thuộc Liên hiệp hội, gồm hội nhà văn, hội âm nhạc, hội mỹ thuật, hội nhiếp ảnh, hội văn nghệ dân gian và hội nghệ sĩ sân khấu. Trại sáng tác văn học nghệ thuật năm nay sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 10. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt học tập chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản về sự hình thành tư tưởng và những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vì ý chí tự lực tự cường. Bối cảnh thời đại và yêu cầu đặt ra phải phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước của dân tộc. Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người lao động về những nội dung và ý nghĩa của chuyên đề, nhất là về ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Qua đó kịp thời cụ thể hóa trong công tác và kịp thời tham mưu hướng dẫn các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch học tập triển khai tại địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất. Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và cấp quốc gia năm học 2020-2021 và triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2021-2022. Trong năm học 2020-2021, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đã thu hút hơn 220 học sinh với 120 dự án tham gia. Các đề tài được chọn là những vấn đề thực tế, gần gũi với cuộc sống hàng ngày, dễ ứng dụng, triển khai. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Thừa Thiên Huế tiếp tục đăng cai tổ chức hội thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia trong thời gian từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3 năm 2021. Với hơn 100 đại biểu và thí sinh của 70 đoàn dự thi, các dự án được chuẩn bị chú đáo, bài bản, thể hiện được phong cách, phương pháp nghiên cứu khoa học và nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các đơn vị địa phương tham dự. Cũng tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia vừa qua, Thừa Thiên Huế có một dự án vinh dự được tuyển chọn dự thi quốc tế trên tổng số 4 dự án của toàn quốc. Cuộc thi khoa học kỹ thuật năm học này dự kiến được tổ chức vào tháng 1 năm 2022 tại Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Tri Phương. Đối tượng được tham gia là học sinh đang học lớp 8, 9 trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông, dự thi ở 22 lĩnh vực đề tài. Nội dung thi là kết quả nghiên cứu được thực hiện trong vòng 1 năm tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 của các dự án khoa học hoặc dự án kỹ thuật. Đây sẽ là cơ hội thu hút học sinh tham gia sáng tạo khoa học kỹ thuật, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022. Nhằm chuẩn bị các nội dung phục vụ du khách, chiều qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức báo cáo và ra mắt các chương trình nghệ thuật truyền thống. Đây cũng là các chương trình biểu diễn tại phố đi bộ Hoàng Thành Huế, dự kiến tổ chức vào đầu năm 2022. Trên nền tảng chất liệu nghệ thuật truyền thống, nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế đã xây dựng chương trình nghệ thuật gồm các loại hình ca Huế, tuồng, mùa hát cung đình phục vụ cộng đồng và khách du lịch. Với các tiết mục hoạt cảnh miên man nhớ Huế, trích đoạn tuồng cổ Vàng Lê Ba đại chiến Thiệt Bạc trong vở tuồng Đàn Chinh Tây, hòa tấu âm nhạc xây dựng kinh đô và mùa thanh trà hiển quả. Chương trình được phát triển dàn dựng phù hợp với không gian biểu diễn ngoài trời. Ngoài ra, chương trình còn trình diễn bộ sưu tập áo dài ngũ thân, nết xưa dậu cũ.
Phát biểu tại buổi ra mắt, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ghi nhận sự tập luyện cống hiến của các anh chị em nghệ sĩ của nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế trong thời điểm ngành du lịch đang rất khó khăn, không có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Đồng thời nhấn mạnh, đây sẽ là chương trình nghệ thuật đặc sắc, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa Huế, tạo điểm nhấn độc đáo hấp dẫn cho tuyến phố đi bộ Hoàng Thành Huế trong tương lai. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.